Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc Airbus A320 đang cất cánh ở sân bay Nội Bài. Một chiếc A320 đặc biệt được sơn trắng hoàn toàn và không có bất kỳ biểu tượng của một hãng hàng không nào. Chiếc máy bay đang nghiêng cánh để chuyển hướng, có lẽ chỉ ở độ cao khoảng 1.500 feet. Đây lại là một điều đặc biệt vì các máy bay cất cánh ở sân bay Nội Bài thường leo đến độ cao khoảng 5.000 feet mới chuyển hướng. Video này mình sẽ tổng hợp một số máy bay ít gặp ở sân bay Nội Bài. Đầu tiên là chiếc Boeing 7879 của hãng ANA, All Nippon Airways. Điều đặc biệt là chiếc này mang livery quảng cáo cho bộ phim Star Wars. Các bạn Air Spotter Sài Gòn chắc không lạ gì chiếc này. Chiếc này rất hay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng ở sân bay Nội Bài, đó là một chiếc máy bay rất hiếm gặp. Chiếc máy bay có livery rất đẹp phải không các bạn? Đây là máy bay của một hãng hàng không mình chưa gặp bao giờ ở sân bay Nội Bài. Có lẽ đây là một chuyến bay điều lệ. Đây là một chiếc máy bay đã cũ, loại Boeing 757. Loại máy bay này cũng hiếm gặp ở sân bay Nội Bài. Có lẽ chỉ còn hãng FedEx là còn dùng thường xuyên ở sân bay Nội Bài. Đây là máy bay của hãng Blue Dart, một hãng chuyển phát nhanh của Ấn Độ. Đây là một chiếc 737-300 của hãng Longhao Airlines, một hãng hàng không vận tải của Trung Quốc. Có vẻ chiếc này thì hoạt động thường xuyên ở sân bay Nội Bài. Tuy nhiên điều đặc biệt là máy bay này không bao giờ hiện trên phần mềm Flightradar 24. Chắc là nó sử dụng bộ phát đáp kiểu cũ. Tất nhiên trên màn hình radar của các kiểm soát viên không lưu thì máy bay vẫn hiện đầy đủ. Tuy nhiên việc không hiện trên phần mềm Flightradar 24 khiến việc ghi hình nó trở nên khó khăn. Chiếc này thì có hiện trên Flightradar 24, nhưng không có côn sai, cũng không hiện số đăng bạ của máy bay. Mình đã nhìn ra đó là một chiếc Airbus A320-200. Toàn thân máy bay được sơn màu trắng và không có logo của hãng nào. Đây đúng là một chiếc máy bay đặc biệt. Số đăng bạ in trên thân máy bay là 2-VSLO. Không biết đây có phải là máy bay của hãng hàng không Việt nào thuê hay mua hay không. Hồi trước Tết thì hãng Vietjet Air có thuê một loạt máy bay, trong đó có những chiếc màu trắng. Tuy nhiên thời điểm này thuê hay mua loại máy bay như A320 thì đều không hợp lý. Lý do thì lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy. Và kia chính là lý do. Ở thời điểm này máy bay của các hãng vẫn còn dư khá nhiều.
phải đỗ ở bãi đỗ đối diện. Và sau khoảng 1 tiếng ở sân bay Nội Bài thì bây giờ chiếc A320 màu trắng chuẩn bị cất cánh. Như vậy đây là một chuyến bay điều lệ, có thể nó chỉ qua để tiếp nhiên liệu. Mình đã thử tra thông tin từ số đăng bạ in trên thân máy bay là 2VSLO, tuy nhiên Google không hề có thông tin. Có thể số đăng bạ này chưa đăng ký với Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Và chiếc A320 đặc biệt đang lao vút lên bầu trời. Chiếc máy bay đang nghiêng cánh để chuyển hướng, có lẽ chỉ ở độ cao khoảng 1.500 feet. Đây lại là một điều đặc biệt vì các máy bay cất cánh ở sân bay Nội Bài thường leo đến độ cao khoảng 5.000 feet mới chuyển hướng. Cuối cùng là một chiếc máy bay có livery đặc biệt của hãng Eva Air. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER mang livery hình mèo Hello Kitty. Chiếc này có số đăng bạ B16703. Hãng Eva Air có hai chiếc 777-300ER mang livery hình mèo Hello Kitty. Chiếc này livery có nhiều nhân vật hoạt hình hơn, tuy nhiên ít gặp ở Việt Nam hơn. Một chiếc khác có số đăng bạ B16722 thì hay gặp hơn. Trong chiếc máy bay rất dễ thương với nhiều nhân vật hoạt hình, nhưng đây chính là loại máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất thế giới đang được khai thác thương mại. Chiếc máy bay đang được đẩy lùi trên mặt sân đỗ còn ướt của sân bay Nội Bài. Đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay đang khởi động. Các bạn hãy nhìn xuống dưới mặt sân đỗ. Mặt sân còn ướt cho chúng ta hình dung về lực đẩy của động cơ khi khởi động. Kỹ thuật viên mặt đất đang vẫy chào chiếc máy bay.
Chiếc máy bay đã bắt đầu chạy taxi. Hãng EVA Air và hãng China Airlines là hai hãng hàng không nước ngoài hoạt động tích cực nhất ở sân bay Nội Bài dịp gần đây. Máy bay của hai hãng thường xuyên đón khách từ Việt Nam đi Đài Loan. Mình sẽ tua nhanh đoạn máy bay chạy taxi. Chiếc máy bay đang tiến vào điểm dừng chờ lệnh cất cánh ở đầu đường băng 11L. Pha chạy đà cất cánh đẹp mắt phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.